Em xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Vườn Nho Thiện Minh. Thì bây giờ em cũng có giới thiệu với cô chú anh chị giống nho Pelly. Thì đây, Pelly mua cách Pelly thì giống này là trái khá là đẹp, chùm khá là to nha cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình cắt cành cái giống nho này để làm sao đảm bảo cho nó ra trái ok, cắt tạo cành cành khỏe. Thì mời cô chú anh chị cùng xem video em chia sẻ. Đây, giống này chùm rất là to nha cô chú anh chị. Dạ, thì cái giống nho này được cái là chùm trái rất là khá là to, nhưng mà nhiều cô chú anh chị trồng cái giống nho này lại nói có phản hồi với em là cành nó không được to mập, không được khỏe. Thì đây, thì đúng như thực tế thì khi mà mình đang nuôi trái thì cành nó sẽ không được to mập, không được khỏe nha cô chú anh chị. Đây, cành nó không có được khỏe, không được to, ngọn sẽ đứng lại nữa. Cho nên là cây mình cũng để khá là khỏe đi, mình để trái, còn nếu mình để trái sớm quá thì nó dễ bị suy cây lắm. Thì cô chú anh chị cũng chú ý vấn đề này giúp em nha. Thường thì từ cành cấp 2 trở đi thì mình để trái là ok, cây nó to khỏe xíu. Và đặc biệt là Pelly thì cành nó không có mập, không có sung như là những cái giống nho kẹo hay nho 152 hay những giống nho khác nha. Thì để em sẽ quay thực tế cây cho cô chú anh chị mình xem nha, cô chú anh chị cùng theo dõi. Và hôm nay em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình cắt cành cấp 2 cây nho Pelly. Dạ đây, cô chú anh chị xem, đây là cây nho Pelly. Thì đây là đang trên cành cấp 1, đây thân chính lên nè. Thì em cũng có chia sẻ cho cô chú anh chị mình trong những video trước rồi, thì cắt cành cấp 1, cấp 2 gì đó. Thì đây thì cũng như trước giờ thôi. Thì cây này em cũng lên em chừa ra hai cành này, một cành này, mới đây một cành nữa là hai cành này. Cành này cũng khá là già rồi nha, cành này hơn 2 tháng tuổi rồi, chuẩn bị chày gỗ rồi nè. Anh chị mình chú ý đừng có cắt tới khúc cái đoạn này nha. Đó, mình đừng cắt cái đoạn này nó dễ bị mắc, nó đứng lại nó không buông nổi. Mình cắt ra cái đoạn xanh xanh xíu nè, đó nếu mình cắt cành xanh, mình cắt xanh xanh xíu khoảng này. Khoảng này đẹp nha cô chú anh chị. Đó, thì trước khi cắt thì mình cũng bón phân. Thường thì em có hướng dẫn cô chú anh chị mình bón humic với lại phân NPK 20-20-15. Thì lên vàng rồi mình xài 20-20-15 nha. Còn nếu mà cây nó chưa lên vàng thì cô chú anh chị xài phân 30-10-10 cũng được, hoặc là 20-20-15 cũng được. Nói chung coi kali phân NPK nó có nhiều cái tỷ lệ, mình dùng cái loại nào mà nó có tỷ lệ lân với kali cao thì mình cây lên vàng rồi, hoặc chuẩn bị cắt cành mình bón là ok. Hoặc anh chị có thể bón hỗ trợ thêm lân với kali rời, bón rời thêm, bón lẻ thôi, loại lẻ thêm đó. Thì mình có loại cái phân lân với kali riêng. Thì đây cũng vậy, bên đây cũng một cành nè. Đó. Nè. À, cô chú anh chị mình chú ý là mấy cái mà nó bị ré ré này mình lật bỏ nha. Đó, mình cắt nó phải bật được cái mắt này ra nè, cái mắt này, đây có cái mắt này. Đó, mình cắt nó phải bật được cái mắt này ra, mình lựa cái vị trí nào có mắt đẹp mình cắt cho bật mắt ra. Đó, chờ phụ thì nó bỏ hết rồi, em cũng đã chặn ngọn cho cành nó mập rồi. Mình cắt thì mình sẽ lựa cái vị trí nào đó nó mắt đẹp mình cắt. Đó, mắt đẹp nè, đây mắt cũng đẹp nè. Trong đây thì cái đoạn gần quá gỗ rồi nè, mình cắt ngay chỗ này, hoặc là mình đợi quá gỗ luôn mình cắt mình lắc lá. Còn nếu mình cắt ngay vị trí này cành nó chưa có quá gỗ, mình cắt ngay vị trí này rất là dễ. Cái trường hợp mình để lá mà mình không đặt lá, vài bữa nó chạy gỗ luôn, nó không bung cái mắt này nổi. Thì cô chú anh chị cũng chú ý giúp em nha, kể cả nho 126 cũng bị vấn đề này nha, nho kẹo 126 cũng bị vấn đề này. Em Pelly nè, thì cô chú anh chị mình có cắt cành thì chú ý giúp em, nếu mà nó đỡ chạy mỡ gà ở đây rồi thì mình đừng cắt ở cái đoạn mỡ gà này, mình cắt ra xa xíu. Đó, cái đoạn mà cành nó còn cảm giác nó già thôi, nó chưa xanh, nó chưa có qua, nó chưa có vàng vàng vàng, nó chưa có chạy mỡ gà. Người anh chị hay gọi là cành mỡ gà đó, thì nó sẽ hơi ngã vàng như thế nè, nó hơi ngã vàng nè. Nó còn cành ngoài đây nó còn xanh hơn nè, nó già vẫn cắt cành nha, mắt vẫn đẹp nha. Thì cô chú anh chị sẽ cắt ở vị trí phía ngoài. Ở đây thì em sẽ quay, thì em sẽ cắt luôn nha. Em sẽ cắt ở vị trí này. Đây. Đó, em sẽ cắt ở vị trí này. Từ mí ra này thì tầm khoảng 1, 2, tầm 60 xăng nha. 3 gang tay của em nè, tầm khoảng 3 gang tay. Khoảng 60 xăng. Thì đây mình bỏ một đoạn cành như thế này. Đó. Đây, bỏ một đoạn cành như thế này.
anh chị đừng tiếc nha, mình trồng nho đừng tiếc. Giờ anh chị chú ý giúp em, mình lặt bớt lá đây, mình lặt bớt lá phía trong này, chừa lại với em tầm 3-4 lá thôi, 3-4 lá thôi. Anh chị chừa giúp em tầm 3-4 lá thôi cho một cành nha. Đó, phương pháp này thì mình áp dụng cho những cành cấp 3, cấp 4, cấp N, nói chung những cấp sau. Thì đây, đầu tiên sẽ lặt lá ở đoạn này. Đó, lặt bớt lá ở đoạn này. Đó, giờ em sẽ cắt. Đó, thì em chỉ sẽ cắt cái đoạn, bỏ một đoạn tầm khoảng 1 mét nha, 1 mét hơn 1 mét, thì cái hơi canh khoảng 1,5 mét. Thì mình chặn ngọn rồi, được rồi, thì bắt đầu mình sẽ chuẩn bị mình cắt cành. Thì em cắt xong mình sẽ lôi cành này xuống. Này em để 2 cành cấp 1 thôi nha. Bailey thì nó cây nó nuôi cành nó kiểu nó không có được mập cành đó, cho nên mình để cấp 1, em để 2 cành thôi. Anh chị cây nào sung thì anh chị có để thể 3 cành cũng được, nhưng đây em để 2 cành thôi. Nè, em chỉ để 2 cành cấp 1 thôi. Đó, 2 cành cấp 1 thôi. Này hỏi em để chỗ phụ bên luôn. Này hỏi em để cũng hơi quá lứa, hơi già rồi, nó không được đấy. Chúng ta cắt sớm hơn. Bây giờ cái mùa này nó chạy gỗ nhanh lắm anh chị. Em không hiểu sao cái mùa này chạy gỗ nhanh. Đó. Thì đây cắt nè, anh chị chú ý là cái thay phần mắt nha. Nè. Cái mắt nha. Kế bên mắt nó sẽ có một cái chậu phụ. Thường thì cái chậu phụ nó chưa bung á thì vài bữa nó sẽ ré lên trước. Thì sẽ chị đặt cái chậu phụ đó. Còn anh chị để cái mắt này lên nha. Tại Bailey nó có một số trường hợp nó có cái chồi phụ mà nó chưa, nó còn ẩn ở trong á, nó chưa lên á, thì kia chị cắt khoảng chừng 3 ngày à, 3-4 ngày thì nó sẽ ré lên, mấy chồi phụ nó sẽ bung lên, thì mình sẽ đặt cái chồi phụ. Cái mắt này thường thì nếu mà anh chị cắt khoảng 1 tuần mới bung nha, khoảng 1 tuần trở lên nó bung là cái mắt nó bung. Còn nếu mà chừng 4 ngày, 3-4 ngày nó bung á, là cái chồi phụ cái đó anh chị chú ý với em là anh chị lặt bỏ cái phần đó để cho cái mắt này nè, cái mắt nó bật lên. Này là em bỏ chồi phụ rồi. Tại Bailey thì nó có một số trường hợp nó bị ẩn á, cái chậu phụ nó chưa có bung lên được á, mình chưa lặt được, thì nó sẽ nằm ở đó. Nếu mình cắt nó bung cái chậu phụ trước, nó không có bung cái mắt lên, thì lúc đó cái trường hợp đó nó sẽ bị cái mắt này nó đứng lại, nó không ra lên cái chậu phụ, không thì cây mình nó không có ra hoa nha. Phải bật được cái mắt này nè, cái bung cái mầm từ cái mắt này nè, nó mới ra hoa được nha. Thì cây này Bailey này cắt lại bảo đảm ra hoa luôn. Mùa này cắt thì chắc chắn ra hoa, Bailey rất là dễ ra hoa nha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị cũng chú ý giúp em là khi mình cắt cành xong rồi thì mình ngưng không bón phân gì nha. Ngưng phân, ngưng nước. Khi nào mà đất khô thì mình lại tưới thêm nước nha. Mình đừng có tưới nước liên tục, nó dễ bị nấm rễ lắm. Úng rễ đó, nước liên tục úng rễ. Rồi cô chú anh chị chú ý quan trọng giúp em vấn đề này nha. Thì mình cắt cành thì cũng chỉ vậy thôi. Nè, Bailey nè, cành nó không có được mập nha. Thường thì cỡ này bắt đầu em chặn ngọn nó cho nó cành nó mập lại. Thường thì em sẽ chặn ngọn nó cho cành nó mập lại. Cành này khoảng 1 mét hơn rồi. Đó, cây khác này em cắt từ trước rồi. Này lại đây em bỏ bông, em không có để bông để em nuôi cành, để em có mệt ghép. Còn nếu mà chị, cô chú anh chị mình để bông cũng được, để hoa cũng được. Đây còn cây đây đang trái nè, lúc nãy em quay lúc đầu video đây. Cây đang trái nè. Đó, lúc nãy em đang quay lúc đầu video này. Anh chị thấy là em để bàn tay vô không? Đó. Chùm nó to đó, anh chị thấy chưa? Bailey thì chùm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, Bailey này thì nó chín từ lúc cắt cành tới lúc chín tầm khoảng 4 tháng nha cô chú anh chị. 4 tháng hơn 4 tháng nha. Tầm khoảng 3 tháng hơn là bắt đầu trái đã chuyển màu rồi, nhưng mà lúc đó thì trái còn chua. Trái nó chưa có ngọt. Đen luôn, đợi chín đậm đen xong rồi anh chị khi nào thử mình thấy nó ngọt là nó chín. Còn đối với một số trường hợp bị chua, lý do là bị nấm cuốn, nấm ở đoạn này nè. Nấm cuốn ở đoạn này hoặc là ở đây. Mấy cái cuốn ngay chỗ cái đầu cuốn này là nó bị nấm, nó bị đen, nó bị khô lại, đó là nấm cuốn nha. Thì cô chú anh chị mình phải phun ngừa nấm. Đối với những điều kiện anh chị mình trồng trong cái điều kiện là đất ẩm ướt hay gì đó, độ ẩm cao á, mình phải phun ngừa nấm. Nếu không á, thì những cái chỗ này nè nó sẽ bị nấm nè, những cái cuốn này nè nó bị nấm là bắt đầu nó bị trái bị chua. Trên thực tế Bailey không chua nha, Bailey để chín đúng ngọt, vị chua nhẹ thôi. Nếu anh chị để thêm có thể ngọt luôn, nhưng 1-2 sáo luôn, cái vị thì không được thơm như 1-2 sáo thôi, nó thơm nhẹ hơn 1-2 sáo nha. Thì cô chú anh chị nào có trồng Bailey rồi thì cũng biết, thì cái giống này rất là dễ ra hoa, cứ cắt cành là ra hoa thôi, đặc biệt là chùm to siêu dài. Anh chị cũng nhớ tỉa trái bớt giúp em nha, để trái nhiều quá thì cái trái mình nó không được to. Cô chú anh chị muốn trái to thì tỉa trái bớt, tỉa thưa ra. Này em chưa tỉa, mình phải tỉa ra nó mới to được.
Thì hôm sau em sẽ làm cái video hướng dẫn cô chú anh chị mình tỉa trái luôn nha. Rồi thôi, video cũng dài rồi, em xin kết thúc video tại đây nha. Cô chú anh chị có nhu cầu mua cây giống thì nhớ inbox qua Zalo giúp em nha, ủng hộ vườn em. Và anh chị nào cần hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc cũng như cắt cành bón phân, inbox trực tiếp qua Zalo giúp em nha. Hoặc những video trước em cũng có hướng dẫn mình bón phân hay cắt cành. Nói chung là em hướng dẫn đơn giản thôi nha. Còn nếu mà cô chú anh chị mình trồng kinh tế thì sẽ đi hướng cái theo cái lượng phân khác nha. Thì em chỉ hướng dẫn cái phần mình bón cơ bản để mình trồng tại nhà. Trồng ở tại nhà mình không có dùng phân bón nhiều, cũng như thuốc như phân thuốc nhiều như là mình trồng kinh tế nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có thể thêm để tham khảo. Còn cô chú anh chị muốn bón phân theo kiểu chuyên nghiệp hơn thì cứ inbox quay trực tiếp qua Zalo giúp em nha. Chắc sắp tới em sẽ làm thêm một cái số quy trình bón phân mình theo kiểu số lượng lớn á, mình làm theo kinh tế á. Nhưng mà để ra số thì anh chị mình lấy lý mình làm thì nó mình trồng ở nhà mình đầu tư phân nhiều quá thì nó cũng không tốt. Thì xử lý nhiều nó không tốt. Đây chủ yếu em quan trọng phần mình trồng tự nhiên nhiều hơn, chủ yếu là phun ngừa nấm thôi, với lại phòng sâu bệnh này kia thôi. Rồi thôi, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị những trong những video sau. Rồi anh chị nào xem video, anh chị xem video nhớ chia sẻ, like và chia sẻ giúp em. Cũng như anh chị chưa đăng ký kênh, em xin một lượt đăng ký và chia sẻ giúp em những video trong kênh. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị những trong những video sau.